Cái gì á, thầy biết nó qua Âu Đàm là bởi vì đó là thầy có một linh cảm cực mạnh là qua Âu Đàm phải xuất hiện trong cái chùa của thầy. Lý do là qua Âu Đàm xuất hiện vài ba chỗ, mà chỗ đó là chỗ tầm thường đó. Còn thầy là người viết cái bộ kinh siêu phàm cho nhân loại học, cho Việt Nam học, cho thế giới học, cho quả địa cầu học. Mà qua Âu Đàm không xuất hiện tại đây sao? Cho nên năm bé này thầy thầy gặp ở đâu thầy? Thầy đưa về thầy nuôi á? Một đứa, có mấy đứa ở bệnh viện. Dạ. Rồi, cha mẹ không có tiền, không đóng bệnh viện, người ta không cho về. Dạ. Người ta bắt lại. Dạ. Rồi người ta cho bác sĩ hay bác sĩ mới điện cho thầy. À. À đây thầy vô thầy đóng tiền, thầy xin mẹ bé thầy nuôi luôn. Dạ. Dạ. À, có đứa thì người ta bỏ trước cửa chùa. Ồ. Dạ. Bỏ trước cửa nhà chùa mình á. À, chùa mình không phải chùa này, chùa khác. Dạ, dạ. Nhưng mà người ta bỏ trước cửa chùa. Xong cũng báo với thầy tới thầy. À, rồi, thầy bảo là, rồi thầy đã ẩm về nuôi. Dạ. Rồi có mấy đứa nó ở trong lồng kiến của bệnh viện luôn. Dạ. Tưởng đâu là chết rồi đó. Dạ. Vậy là lúc mà thầy mấy thầy đón mấy bé này về nuôi là lúc đó chắc còn đỏ hỏn luôn á, còn mới đẻ. Nó mới đẻ mà. Dạ. Vậy là giờ là về đây với thầy cũng mấy năm rồi đó, 3 năm, 4 năm. Ba năm có, 4 năm có, 5 năm có. Dạ.